Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay có lẽ một ngày siêu đặc biệt bởi vì lần đầu tiên tôi được lọt vào nhà máy của VinFast. Hôm nay thì tôi sẽ cùng với các bạn hãy làm một vòng nhé. Hãy làm một vòng quanh nhà máy lắp ráp những chiếc xe VinFast vốn đã quá nổi tiếng và đình đám trong thời gian vừa qua. Và ngay bây giờ tôi sẽ quay camera lại để các bạn có thể thấy phía sau các bạn chính là dây chuyền hàn, một trong những dây chuyền cực kỳ quan trọng trong quá trình sản xuất và lắp ráp xe. Và trước mắt các bạn là những chuyên gia người nước ngoài. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tham quan mà thôi, còn dây chuyền vẫn trong quá trình thử nghiệm. Chỉ sau một tháng nữa thì dây chuyền này sẽ đi vào hoạt động, và chắc chắn rồi, những chiếc xe VinFast sẽ bắt đầu xuất xưởng và sẽ lăn bánh trên đường. Wow. Đây là dây chuyền hàn tự động hoàn toàn bằng robot ABB hiện đại và mới nhất hiện nay. Thì các bạn hình dung như thế này, trên cái dây chuyền hàn tự động này thì cái độ chính xác nó có thể nói là lên tới tuyệt đối khi mà nó hoạt động toàn bộ bằng cảm biến. Và các bạn sẽ thấy được là những chiếc cánh tay robot trước mắt các bạn sẽ tự động nói chuyện với nhau. Một 100% là hàn bằng robot nha các bạn. Các bạn hãy xem một cái quá trình hàn. Đây, hiện đại nhờ. Dây chuyền này đó là nó cũng hiện đại ở mức cao của thế giới so với kém, các nhà máy khác. Kém gì ở Volvo đâu, mình đi xem một chút đây. Do vì cái nhà máy nó cũng khá là lâu đời rồi, nên mình nhìn thấy nó không hiện đại. Nhưng mà cái này cũng là rất là hiện đại rồi. Tại vì Volvo trong rồi lúc mình đi thăm thì nó còn nâng cấp nhà máy nữa. Đúng rồi. Các bạn hãy quan sát nhé, tôi phải đứng xa một chút bởi vì là sợ các tia lửa nó bắn ra những cái điểm hàn quan trọng nhất trên thân xe. Nó liên quan đến vấn đề an toàn tới chính xác thì hoàn toàn bằng robot 100%. Cách đây hơn 2 tháng thì tôi cũng có vào nhà máy của Volvo bên Thụy Điển, thì thực sự là cái cảm giác đứng ở nhà máy VinFast nó cũng khá là tương tự. Chưa dám nói quá về chất lượng xe của VinFast chạy như thế nào, nhưng với một cái dây chuyền như thế này thì phải nói rằng là cái chất lượng và cái độ hoàn thiện của thân xe khi mà được ghép nối bằng những cánh tay robot với những cái sensor, nó có thể xác định các độ dày của vật liệu, nó có thể điều chỉnh vân vân, công nghệ cao hơn rất nhiều so với bằng hàn tay. Tại thời điểm ban đầu thì công suất khoảng 38 xe một giờ nha các bạn. Còn công suất trong giai đoạn 1 của nhà máy VinFast là 250.000 xe, và giai đoạn 2 sẽ là 500.000 xe. Bây giờ mấy em robot là đang nghỉ ngơi một chút rồi. Chỉ một tháng nữa thôi, chúng tôi sẽ có những cái hình ảnh hoạt động chính thức của nhà máy VinFast. Và các bạn hãy subscribe kênh, hãy xung chuông, đừng ngại comment bên dưới để chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn nha các bạn. Các bạn đừng... Những cái hình ảnh rất khó có được khi mà chúng tôi tham dự những cái nhà máy, chúng tôi tham quan những cái nhà máy tại nước ngoài thì chúng tôi luôn bị giữ lại các camera, không được cầm điện thoại theo vân vân. Thì ngày hôm nay chỉ ít rằng tại nhà máy VinFast, những chiếc xe mang thương hiệu Việt Nam chúng tôi có thể quay một cách thoải mái. Các bạn có thấy vui tự hào không ạ?
Thực ra các cái nhà máy hiện đại trên thế giới thì cũng phải nhập khẩu và cũng phải sử dụng những các cái đơn vị máy tới từ các thương hiệu sản xuất máy công nghiệp chuyên dụng. Ví dụ bản thân những cái máy dập, máy đúc gì gì đó ở trong các nhà máy sản xuất động cơ thì cũng dùng rất nhiều của Mitsubishi chẳng hạn. Còn những cái robot hàn, robot lắp ghép thân vỏ vân vân thì ABB nó là một đẳng cấp. Tôi cũng không biết là có bao nhiêu cánh tay robot, những cái máy robot tại thời điểm này nữa. Nhưng các bạn hãy xem, đây là những chiếc robot nâng những cái tấm thân rất là nặng và kẹp chặt, ép chặt nó vào trước khi hàn. Nó nhỏ với các bạn vào những cái nhà máy sản xuất ô tô của các thương hiệu nước ngoài đầu tư tại Việt Nam thì vẫn leng keng tay nhiều lắm nhá, người búa đục rồi cũng nhiều lắm, nói thật luôn. Một phần lý do chúng tôi cũng không được mang máy quay vào bởi vì nhìn nó cũng hơi thô sơ, sợ rằng những cái hình ảnh đấy nó lọt ra ngoài thì sẽ không có lợi về một mặt gì đó. Tuy nhiên với những cái dây chuyền hiện đại như thế này thì chẳng có gì đáng phải ngại cả. Các bạn có thể thấy phía trước là chúng tôi luôn phải quay qua một cái hàng rào, thì đây cũng là một cái tiêu chuẩn trong cái nhà máy lắp ráp và sản xuất. Bởi vì những cái tay robot vì một lý do nào đó, tất cả rủi ro nó đều có thể ở một phần trăm nhỏ nhất nào đó, thì nếu như nó văng ra ngoài thì đây là những cái hành lang an toàn của chúng ta. Bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục đoàn để sang cái xưởng tiếp theo. Và những cái công đoạn cực kỳ quan trọng nhá. Một rừng, có thể nói tôi cũng không đếm được bao nhiêu chiếc nữa, nhưng mà rất nhiều. Nhà máy thì rất là sạch sẽ, hiện đại, đẹp. Thú thực mà nói, có một cái gì đấy cảm giác tự hào khi mà chính những cái nhà máy hiện đại hàng đầu trên thế giới với những cái công nghệ trên thế giới này thuộc sở hữu của một doanh nghiệp Việt Nam. Và đó là một niềm tự hào thưa các bạn. Và sau khi hàn thì những chiếc thân xe, những chiếc thân xe đang nằm ở đây ạ. Đấy, xưởng sản xuất thân xe nha các bạn. Nhiều robot lắm, ước gì mà tôi có một cái góc cao thật cao để tôi có thể quay từ cái top shot xuống cho các bạn thấy. Đây là một chiếc thân xe sau khi trải qua công đoạn sản xuất. Còn đây là văn phòng làm việc tại xưởng sản xuất thân vỏ nha các bạn. Đấy. Với cái số lượng nhân viên thì thực sự là tôi thấy hiện tại thì các chuyên gia nước ngoài và các kỹ sư nước ngoài là đang chiếm số lượng khá lớn. Vâng, sản xuất ô tô nó là một đẳng cấp, nó ở cái lĩnh vực công nghệ rất cao. Em đứng chờ anh, xong rồi anh đi trước. Thì xe nhà mình cứ lên thôi. Đấy, tại nhà máy thì các bạn có thể thấy một cái hình ảnh rất là kỷ luật. Bây giờ thì mọi người cùng chuyển qua cái xưởng lắp ráp xe. Vâng, đây là công đoạn cuối để hoàn thành một sản phẩm. Lên xe đi. Hello. Cảm giác làm cho nhà máy thế nào em? Rất vui. Rất vui, có gì đấy tự hào, có gì đấy rất tự hào luôn. Rất tự hào luôn đúng không? Làm tốt nha. Lương cao không? Đấy, câu hỏi rất hay. Câu hỏi hay. Rồi bây giờ thì quay camera lại một chút cho anh em gần nhau hơn nào. Đấy, lên xe nhá. Rất nhiều xe luôn. Rồi bây giờ thì bắt đầu. Đấy. Các bạn chờ một chút nhé, trước mắt các bạn là những cái kiện hàng, những cái kiện thùng linh kiện.
Đấy. Đấy, hàng đoàn xe bắt đầu này đi tham quan. Công suất thiết kế của nhà máy VinFast là giai đoạn 1 là 250.000 xe và giai đoạn 2 là 500.000 xe trên năm. Hiện tại trong tháng tới thì chúng ta sẽ chứng kiến được 38 xe sẽ được xuất xưởng trong 1 giờ. Đi chưa nhỉ? Hôm nay chúng ta sẽ ngồi xe mà và ngắm dây chuyền lắp ráp. Căng. Em có thể đổi hộ anh cái chỗ để anh quay cái góc bên này cho nó dễ hộ được không? Rồi rồi, ok, thank you. Rồi, em sang đi. Anh bước trên con thôi. Rồi, đơn giản. Rồi, thank you nhiều. Rồi, cưỡi ngựa ngắm dây chuyền nhá, cưỡi xe ngắm dây chuyền đấy, xa kìa. Sedan A2.0 và Lux SA 2.0 này. Hơi tiếc là không zoom xa được. Đấy, một rừng, nhiều phết đấy. Nhà máy sạch sẽ nhờ. Trông hiện đại đấy chứ. Anh chị lưu ý đây là thời điểm 1 tháng trước khi hoàn thiện thì các công đoạn đã đi vào sản xuất thế nhiều. Thì sau khi khánh thành xong thì chỗ đây đủ hơn. Cũng xin nhấn mạnh với các bạn là 1 tháng nữa nhà máy mới đi vào hoạt động chính thức. Cho nên là bây giờ thì các bạn cũng sẽ thấy có nhiều cái công đoạn còn chưa hoàn thành và số lượng công nhân tại dây chuyền lắp ráp cũng đang còn ít. Nói chung anh em yên tâm, 1 tháng nữa là sẽ thấy hết nhờ. Lột trần cởi hết ra. Vâng. Thích con nào là anh em đi tham quan là thích con nào là nhặt là được tặng con đấy không? Còn 150 chiếc đã sản xuất thì đưa ra 14 quốc gia đi test thử rồi. Và kết quả thì chắc là sắp có trong thời gian tới đúng không Linh? Sắp có đấy. 4 năm sau, 5 sau cộng hay là gì đó thì trong thời gian tới sẽ có. Kết quả ban đầu thì đều đang cho kết quả rất là tốt ạ. Kết quả test ban đầu đang rất khả quan đúng không? Và cảm nhận theo thông tin của mật vụ thì ASEAN NCAP đã có những cái thang điểm đánh giá tốt nhất cho những chiếc xe VinFast A2.0 và SA 2.0. Đâu lắc đâu? Wow. Lắc kia. SA. Mà xa quá. SA đấy, SA, SUV SA 2.0. Đây là khu vực hôn phối đây giữa thân vỏ và khung gầm động cơ đây. Thân vỏ sẽ rơi từ trên trời rơi xuống và khung gầm động cơ sẽ nhồi lên trên. Đây là cuộc hôn phối diễn ra tại đây. Đến tân hôn là diễn ra tại đây. Đi bất kỳ nhà máy nào chúng ta cũng sẽ thấy được những cái quy chuẩn của nhà máy lắp ráp sản xuất hàng loạt như vậy. Sau nhà máy này mình có qua xưởng sơ được không em? Rồi 1 tháng nữa sẽ thấy đầy đủ. Và theo tiến độ các cái dòng xe ra hiện nay chả mấy khi mà có những cái cũng chẳng cũng một thời gian ngắn thì có khi là có supercar nhỉ? Có V8 có. Chủ tịch đi V8 đua với LX570. Đúng
Nhà máy này là được trang bị toàn bộ hệ thống điều hòa chứ? Quạt gió thế á? Đấy, khuôn viên nhà máy rất rộng. Không lâu nữa đâu, chỉ một tháng nữa thôi các bạn sẽ thấy được quá trình sản xuất chính thức sẽ đi vào hoạt động, các dây chuyền sẽ chính thức đi vào hoạt động. Thực sự với một cái thời gian rất ngắn như vậy mà Vin đã làm được rất rất nhiều điều, từ thiết kế, từ xây dựng nhà máy và đi vào sản xuất, vâng, trong một thời gian rất ngắn 2 năm. Đó cũng là một điều không tưởng. Không chỉ là tiền đâu mà còn là công sức nữa. Những xe tự hành này, tự động di chuyển này, tự nói chuyện với nhau đúng không? Tự kết nối, tự báo lỗi. Có khi nào chửi nhau thì không? Có. Đấy. Nó sẽ tự động. Đấy, những chiếc xe này nó sẽ tự vận hành nhá. Xe tự hành để chuyển các cái linh kiện. Sao mấy nhà máy bên Nhật đây là mấy cái xe tự hành này nó cứ chạy tinh 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 nghe như tiếng trẻ con ấy. Những bộ gá này treo các phần linh kiện, vận chuyển các phần linh kiện đấy, một tháng nữa thôi sẽ thấy chạy rầm rầm. Và khi đấy thì chúng ta sẽ biết độ ồn trong nhà máy nó như thế nào. Động cơ nó có một cái sự động cơ riêng. Thực ra là hôm nay trong cái lúc nhìn đầu là không quan tâm sự động cơ đấy. Hơi tiếc một chút là hôm nay mình chưa được vào ở xưởng sản xuất động cơ, nhà máy sản xuất động, nhà máy ra động cơ, cái đấy sản xuất luôn chứ, bao gồm cả tinh chỉnh bên đấy giờ. Đấy. Rồi, vòng qua đây đi để các bạn có thể thấy hơi nhìn xa xa trông bóng lộn nhờ. Trông xe Đức phết đấy. Rồi. Bác Tài đi sát sát một tí. Em đấy, sát sát một tí đấy. Trái nhất có thể. Đẹp, màu sơn bóng lộn nhờ. Úi dồi. Trông ô con này nội thất đẹp này. Ôi con sedan màu đen đẹp, nhìn ngoài đẹp đấy chứ. Trông như xe VinFast. Trông giống hệt xe VinFast nhỉ. Ôi trông bóng lộn. Đây. Lắc SA2.0. Rồi, đấy. Thường thì bản triển lãm bao giờ cũng tăng kích thước để làm hình ảnh, nhưng mà bản thương mại sẽ có nhiều kích thước hơn. Bao giờ bản trưng bày triển lãm, ví dụ bản thương mại là 21 sẽ tăng lên 22 để trưng bày. Ui. Đây bên này. Đấy. Fadin này. Fadin này. A2.0 này. Đấy, những chiếc xe hoàn thiện này. SA2.0 này. Rồi. Đẹp. Đấy. Chính là, ui, nhưng mà cái SA2.0, cái SUV cái phần đuôi đẹp kìa. Thế bác Tài cũng làm một vòng luôn nè. Đây.
Bây giờ sẽ dừng lại và sẽ... Đấy rồi, một chiếc xe sau khi được lắp ráp xong. Ngay bây giờ chúng ta hãy tiến sát lại gần. Anh cảm ơn nhé. Đây đây, để anh lấy cái túi. Ok, cảm ơn em. Đây có cả các nhà báo từ nước ngoài đến. Bây giờ mình... Rồi, một... Mọi người xong mình ra xe, di chuyển ra xe luôn nhé. Ok. Đây. Một chiếc xe sau khi được lắp ráp xong. Ok, đây chú thôi, sát một tí thôi. Rất khó để tiến lại gần vì quy định an toàn của nhà máy lắp ráp, nhưng ngay bây giờ các bạn sẽ thấy được. Vâng ạ, vâng ạ, vâng vâng vâng, vâng. Cảm ơn anh. Đây. Rồi. Ngay bây giờ. Tuyệt vời. Mình di chuyển ra xe rồi, luôn vâng, vâng. Cho kịp chương trình. Tôi sẽ tiến sát gần hơn tới những chiếc xe được đặt tại đây. Thực ra mà nói thì cái phần đuôi ở đây. Ok, cảm ơn. Bây giờ ra xe luôn đúng không? Có quá nhiều thông tin hay mà khi mà dây chuyền và khi mà nhà máy chính thức đi vào hoạt động chỉ một tháng nữa thôi. Và chúng tôi sẽ quay cái camera lại để nói chuyện cho dễ. Vâng, thưa các bạn, vừa rồi thì là những cái giây phút cưỡi ngựa để xem cái nhà máy của VinFast đang chuẩn bị đi vào hoạt động là chỉ một tháng. Một tháng thì là 30 ngày nữa thôi sẽ hoạt động chính thức. Và các bạn có thể thấy được những cái hình ảnh một nhà máy khá là hiện đại. Có lẽ điều còn lại chúng ta sẽ chờ nhà máy đi hoạt động này. Và sau đó sẽ là những cuộc chạy thử trên được lắp ráp ngay tại chính nhà máy VinFast tại Hải Phòng. Vâng, nhà máy sản xuất ô tô mang thương hiệu Việt Nam. Còn bây giờ các bạn đừng quên like, comment và hãy rung chuông để chỉ hơn một tháng nữa thôi chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới các bạn những cái thông tin hấp dẫn hơn. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.